chứ đâu. Đúng. Cả team đó chính là team Kê Gia. Từ sáng sớm là team Kê Gia đang ngủ. Chúng ta đã bầu ngoài này tặng gì về rất là xinh xẻ luôn. Vì hôm nay đến khai trương shop của chị BB thì anh đặt đất lên là có món quà nhỏ. Thôi. Hello mọi người nha. Hello anh Tam của anh Thạch Đức. Cho một người ăn mày, ăn xin, ăn tát, ăn trộm, ăn cướp, ăn đủ các thể loại, ăn cả nhà. Hello các bạn, xin chào cả nhà. Mình là Lê và chào mừng các bạn đến với kênh BB Channel. Ok luôn. Hello. Đây là Kai mọi người. Chào em nha. Xin chào mọi người. Mọi người biết ai không? Đây là anh Thạch Mát và anh Khách Báo đó. Thành viên trong nhóm F4 mọi người. Hello mọi người, mình tên là Chương Trần Anh Duy. Hello. Nhớ cà mộng cho tôi trong video clip này. Tất nhiên gặp phải trang trí để tí xíu nữa các bạn tiktoker này, các bạn youtuber tới chụp hình nữa. Ôi, vậy là hôm nay kéo tôi đây chắc là banh sớm rồi luôn á. Quá đã. Thôi bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi vô trong shop bà V đi xem á hả, mình bán cái gì ha. Hôm nay mẹ qua khai trương á, tặng mẹ 100 con gấu bông luôn. Đây, đây, bà V đang mặc cái áo VV Heo luôn, mọi người thấy không đó. Tôi bán một cái áo luôn mọi người này. VV Heo đằng sau là tôi mình có bật mí cho mọi người biết nha, bà V bà chơi sang lắm. Bà chưa bán lắm mà bà coi là hàng bà lấy bà làm cái này để bà làm quà đó, bà tặng bà cho bạn bè bà. Tất nhiên rồi, phải có quà chứ. Bạn tôi thì bà cho mời có 5 người à. Mà bạn bà mời tới 50 người lắm. Vậy 50 người, 100 người à. Đây còn đây, ví dụ mọi người không thích mặc màu trắng nhưng mà V thì có thể mặc màu đen. Gino. Đây, mình có mẫu luôn mọi người đó. Có mẫu rồi nha. Mẫu nè, đó đây là áo màu đen của VV Heo nha mọi người đó. Quay đằng sau em ơi. Quay luôn đó. Đằng sau là có hình. Cần em gồng lên luôn rồi. Gồng lên em. Gồng lên đó. Ví dụ mọi người mặc áo màu đen này mọi người sẽ cảm thấy rất là xinh lục mọi người đó. Rất là xịn luôn nghe. Người biết ai không? Đây là anh Đắc Mát và anh Khách Báo đó. Thành viên trong nhóm F4 nha mọi người. Trời ơi, nhóm F4 rất là nổi tiếng trong cái series phim gì ta, Vợ Tôi Là Con Nít phải không? Cái gì vậy? Anh xuống lớp A1 cho cái giỡn đó mà. Chứ tôi biết mà, tại vì cái phim nào tôi cũng làm thầy giáo trong đó chứ. Này bé Vi có khai trương cái shop tên là VV Home. Thì mong là tất cả các bạn khi xem clip này thì nhớ tới 45-12 Nguyễn Công Khiên, Bình Thạnh để mua những cái con gấu, các thứ búp bê rồi này nọ để chơi cho vui nha. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, rồi. Yeah. Ok, cái thứ quý vị, vị khách tiếp theo rất là quan trọng và là một người chơi thân, không phải là cả team luôn. Cả team đó chính là team Kê Gia. Đó, từ sáng sớm là team Kê Gia đã gửi một cái lãng bông qua đây tặng gì về rất là xinh xẻ luôn. Đó. Đây là anh Z. Anh Duy đại diện cho Kê Gia cho mọi người. Đó. Mình là Duy. Cái này là mình làm luôn á. Ôi dạ. Đúng rồi, anh Duy thiết kế rồi mọi người. Ôi, đó, làm luôn. Cái này mà lát này sẽ xử anh sao vậy? Rồi. Ôi, chị Linh tới kìa. Hello mọi người, chào đón mọi người đã quay trở lại với kênh VV Channel. Đúng kênh rồi. Là đó là hay vậy. Tất nhiên rồi, tôi me mà. Trời ơi, bảo me ở đây sát giờ mà. Xanh dương nè, quất màu hồng vô nó mới sáng chói lên được, đúng không? Còn đây là bông của Yến nha, đó, tại
mình là nhận băng ý thôi, rảnh chừng nào ý rảnh vậy thì ý lên đúng không? Đụng cái sợ túi. Ê, tặng mong xong rồi, giờ cho Linh vô mua đồ đi. Thôi ơi, đi về rồi. Thôi, đồ, mua đồ ủng hộ. Mua đồ ủng hộ giờ, mà không có đi về được đâu bạn ơi. Đi vô. Kết thúc quý vị, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cái vị khách này rất là đặc biệt. Cô ta đòi bỏ ra 10 triệu sẽ tài trợ 10 triệu cho shop BB Ha mua đồ. Đó rồi, mình bỏ 10 triệu ra mua cái shop này nhưng mà anh Tuấn trả tiền nha mọi người. Ủa, mình liên quan gì mình trả tiền mà. Ủa, mình áo anh Tuấn trả phải không? Ủa, em liên quan trả tiền nè. Chị Nhi nói mà. Nhi, em bây giờ bạn Nhi đó là tài trợ shop mình đó là 10 triệu mua hết đồ của em luôn. Nhưng mà Tuấn hứa Tuấn trả tiền nha. Anh Đức không phải anh Sơn Đức thì nãy giờ là anh Sơn Hồng Phạm đó, bà Bê sẽ để hình ở đây. Ơi ơi, anh Sơn tặng bông đẹp quá ha, vừa có màu trắng xanh đúng tông với chị Bê luôn. Hả, đúng nguyên một cái tông á hả, bắt ra bà Bê trang trí luôn, nguyên một cái shop luôn, quá xịn. Quá đẹp, quá đẹp. Ai đi là đem đi vô. Đi vô, đi vô, đi vô. À, đi xíu mình sẽ nhận hoa tiếp nữa mọi người. Tụi hôm nay hoa quá trời luôn. Hello, đây là bạn của bà Bê nha mọi người. Hôm nay qua ủng hộ tôi nữa đã, cảm ơn tất cả mọi người đã. Đây có bé Phan Nhí nữa, trời của tem. Đây là cháu hả bé? Dạ không, đây là cháu của bạn V. Giờ bác cầm cái búa luôn kìa trời. Thích cái búa không trời? Búa. Hả? Chứ bác cực quay vậy? Bác cực quay luôn á trời. Hello. À, thì hôm nay đến khai trương shop của chị BB với anh Đặc Đức nên là có món quà nhỏ. Thôi. Yeah. Cứ vô mà khai trương là tặng nguyên chùm bóng bóng luôn vậy đó. Sáng giờ là chùm bóng bóng là tôi tặng cho gì đó rồi. Đúng rồi, đúng xịn. Đây bà cho bà quốc nguyên một cái tông mà tôi thích luôn đó. Rồi đi vô. Hình check in tại đây. Trời ơi, tôi không ngờ bây giờ anh lên là anh kéo qua nguyên một cái tập đoàn sáu đem qua nhà tôi là tông như vậy. Ok, tại là thật đất. Tiếp anh lên là ở ngoài Bình Định vô nha. Ok, hello mọi người nha. Hello anh Tham của anh Thật Đức. Nghĩa anh lên. Hiện tại shop khá là đông luôn mọi người ơi. Giờ bây giờ mình vô mình quay sương sương thôi, mình ghép nhạc nghe chứ không nói thì không nghe được gì hết trơn. Bà lên mới vô cho quầy tính tiền luôn. Bà hốt nhỏ. Bà đồ á. Tiền rồi. Tiền chưa? Tiền chưa? Rồi ok vô nha. Hello mọi người, mình tên là Chương Trần Anh Duy và mình đến đây. Đây là BB House. Đây là lãng hoa của mình và Châm và Trà và Thành. Ủa, anh Duy. Hello. Không có
đúng rồi, cảm ơn anh, không có một sự giả trơn ở đây cho mọi người. Tại vì nó có chậu mà bị tiga thôi chứ nghĩ trơn nó dễ dạ. Đâu nha chứ đâu nha, cái này đi đi vô đúng không? Đó, hôm nay là anh Duy rất là vàng luôn mọi người, rất là vàng luôn. Vàng từ bên này qua tới bên này luôn. Đúng rồi, gặp 100 bạn trẻ thôi anh. Chắc 3 giờ. Dạ, tại vì mấy bạn nó make up hơi sương sương á mọi người nên thôi. Không có giả trơn. Dạ, 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 dạ. Hello. Nhớ cà mộng cho tôi trong video clip này. Đây là tặng quà cho anh Duy. Cảm ơn Duy đã tới khai trương shop BBH nha. Cảm ơn BBH. Cho một người ăn mày, ăn xin, ăn tát, ăn trộm, ăn cướp, ăn đủ các thể loại, ăn tạp nham. Không. Đây một nhân vật rất là đặc biệt. Cam đẹp, cam đẹp hôm nay. Hello các bạn, xin chào cả nhà. Mình là Lê Vân. Chào mừng các bạn đến với kênh VV Channel. Ok luôn. Giờ hôm nay chị bóng mặt bộ đồ rất là cute mọi người biết không? Ngày trước ấy, khi vào Vi qua cửa hàng bóng khai trương thì Vi cũng mặc bộ đồ cam lè, cam lè. Thế nên là hôm nay bóng cũng quyết định là khi mà đến khai trương cửa hàng của Vi thì cũng sẽ mặc một bộ màu cam. Mất xỉn đâu mọi người ơi. Cam cảm cảm nhưng không hề sàm. Đây là món quà của bóng dành cho Vi nè. Quá đã luôn mọi người ơi, quá xỉn đi hôm nay. Xanh lẹ rồi bà Linh. Có sự bóng bóng luôn á. Nhớ bóng không? Quá đã. Nghĩ là đến khoai trương quán của Vi ấy thì mình có khi bán là những cái đồ về kiểu cute xinh xinh này, nên là thay vì việc mà tặng hoa thì cũng quyết định là sẽ tặng một cái món đồ mà thật là nhiều đồ ăn vặt này để mà Vi có thể ăn nhiều cho béo. Vi dạo này gầy lắm rồi, không em ăn nhiều lắm mà không béo được, em buồn. Đã thế thì phải có bóng bóng để cho nhìn cho nó cute, cho đúng tính chất của quán và cái thứ hai quá đã. Vì Vi rất là thích màu xanh ra trời, dạ. Thế nên là cũng phải tặng một món quà và nó phải hợp với tông màu, cũng phải là màu xanh da trời và cái hộp cũng phải màu xanh da trời thì nó mới chuẩn đúng với cả Vi. Qua quán Vi khai trương rồi, có rất nhiều đồ ăn nên là phải canh quán trước mọi người. Đây là trà sữa nhà pha luôn. Đây là bạn này pha. Cameraman. Thank you cameraman nha. Yeah. Mọi người ơi, hôm nay là một ngày khai trương khá là mệt luôn nhưng mà rất là vui tại vì tất cả mọi người đều đến để chúc mừng bà V. Mà sáng giờ bà V không nhớ là có ai tới nữa nên bây giờ mình sẽ xem những cái lẵng hoa là mình biết hồi sáng giờ có ai tới rồi ha. Đây. Đầu tiên. Đó, đây là của bà Trà Đặng Trăm Đô, anh Thành Ba Tê với lại anh Trương Trần Anh Duy. Đó, đây là một cái lẵng hoa siêu to khổng lồ luôn của bốn người nha mọi người, quá đã. Còn tiếp theo, đây là F4. Đó, cũng bốn người luôn. F4 này có 3 người ạ. Anh Đạt Bác, anh Mộng Bà Bê với đảm cắt báo đó. Chúc mừng shop VV khai trương. Đây, mọi người, cái bác Bà Bê là xịn sò của tôi từ sáng tới giờ. Tôi chụp hình banner đây luôn. Mọi người muốn xem hình đó thì cứ lên Facebook Nguyễn Phạm Tường Vi để xem nha. Yeah. Đây là lẵng hoa của khai trương hồng phát của Xuân Thảo Vlog và bà Châu đây. Đó. Còn đây là lẵng hoa của ekip Khai Gia Entertainment. Đây là nguyên một tem Khai Gia luôn mọi người ơi. Đó, có hình logo bà V nè, hình logo Khai Gia nè đó. Khai trương hồng phát. Trời ơi, hoa đúng đẹp luôn. Ở đây có đủ thứ màu luôn, và màu đỏ nè. Ở đây không, hoa này thì có màu kem, màu vàng. Ở đây là cái màu đỏ xịn sò. Trời ơi, bước vô đây tao nói nó mát vậy, sao mát luôn không ạ? Hơi nóng mọi người, tại vì trời chưa nắng quá, mặc dù tới chiều mà vẫn nóng. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục giới thiệu hoa. Đầu tiên là một bó hoa rất là hồng lè, hồng lét của bạn Linh Bấy Về. Đây, bạn Linh Bấy Về mừng VV khai trương nha. Linh hôm nay cũng rất là hồng, mọi người có thể xem ở những cái đoạn trước. Đó, tiếp theo, đằng sau đây. Đây là của anh Dâm Bông Coco. Đây là anh Dâm Bông Coco chúc mừng VV Heo đó, chứ phải VV Channel. Đó. Quá đẹp. Nét Việt nỗ lực gì bạn. Ok, rồi, tiếp bên đây. Em như đi lộn đường. Đó, qua đây là gia đình em đẹp. Trời ơi, cái này nó bự quá. Nặng quá. Không được. Cái này mà tôi mà bông xuống một cái là tôi té liền luôn á. Còn đây là một xinh lét yêu thích của V. Đó, chúc mừng khai trương hồng phát anh Sơn Hồng Phạm. Mặc dù anh Sơn Hồng Phạm vẫn đi Đà Lạt để quay nhưng mà vẫn gửi hoa tới chúc mừng bà V. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn nghe. Còn bên đây là bé Võ Thành Ý. Mình có màu xanh rồi, bây giờ mình có màu vàng ha. Võ Thành Ý mừng VV khai trương. Đó, sau khi những cái lẵng hoa đã xong thì
thì mình sẽ có một món quà siêu to khổng lồ ở đây. Đây là của ai? Kairon. Kairon nè. Cùi luôn em. Cùi luôn, cùi luôn, cùi luôn. Cái gì bự vậy? Một con mèo. Ủa, ủa mèo đâu? Mèo đây, mèo đây, mèo đây. Mèo, à mèo đây, mèo đây, mèo dưới đây mọi người. Còn đây là cái đồ để lót cho mèo ngồi. À, mình để ngay đầu shop là ngoắc khách vô. Phát tài, phát tài, phát tài. Được, 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 cái món quà này được nè. Cảm ơn em. Ta-da! Cuối cùng thì hôm nay cũng kết thúc một ngày khai trương của bà V rồi. Đây là cái shop đầu tiên, đứa con đầu tiên của V luôn nha. Nên mọi người nhớ là qua ủng hộ nó nha, qua mua đồ bà V banh ơi nè. Ok, chắc V cũng xin kết thúc clip tại đây luôn mọi người ơi. Tại vì từ sáng tới chiều giờ mình cũng quay khá là nhiều rồi ha. Nên kết thúc clip. Và nếu mọi người có thích clip này á thì đừng quên cho bà V một like, một subscribe nha. Nhấn cái chuông để nhận thông báo mỗi khi kênh bà V ra clip nữa nè. Còn bây giờ thì bye bye.